Rồi, lời nói đầu tiên, dân biển miền Tây Hòn Tre mến chào cô chú anh chị ha, bà con cô bác. Thì hôm nay mình tiếp tục mà đi bắt bạc khía nữa cả nhà. Này mình chia sẻ cho cả nhà mình xem ha. Rồi mời cả nhà theo mình để trải nghiệm đi bắt bạc khía nha cả nhà. Đó, đây con bạn đi trước rồi, mình đi sau. Đang bao tay vô nha. Có bao tay nó bắt nó nấy, còn không có bao tay bắt nó vẫn được nữa. Nó kẹp bắt vô bao tay thì nó dạng hơn. Rồi mình đi dài dài vô trong đấm mà gán trong này cả nhà. Rồi nhà đi theo mình nè, nè cả nhà, cái hàng một kia này nè, cái hàng này nè nè đó. Cái gì ăn gì đó con nè, thấy không? Cái gì? Đâu? Cái gì? Ơi, đặt này đặt gắn hả? Này đặt gắn này cái gì ta? Đặt gắn này nè. Đó, mình quay cho xem ha. Nó mình đứng cái gì nè. Đó, nhận thấy không? Tiếp tục đi kiếm ở khía mình nha nha nha. Đó là của anh ta đặt đó. Từ đi. Cái hàng này có không ở nhà? Cái hàng này thấy bén quá nè. Có không? Có cả nhà. Cái bên đây có hàng nè. Không có nhảy lại luôn. Đó, khía này. Đó. Đi vô bị nhảy. Hàng này thấy bự quá, không biết kia gì bự hơn nhiều không nè. Có nè, hai con nè, ba con luôn. Ngon coi nha, coi mấy con rồi gãy cạn luôn. Kẹp nó bỏ càng này nha. Đó, cái đồ bự nè. Đó, nó kẹp bỏ càng luôn nè. Con cá được đây. Hai con. Nó bỏ càng. Và khi cỏ nữa nha. Cỏ cũng có nữa. Rồi, còn hai con. Ba con một lần luôn. Rồi. Ba con cái nhà. Hàng này ba con nha. Khó quá. Rồi còn ai nào nữa không nha? Còn em nữa nhà. Bốn con. Gán này khó, nó hơi khó khăn chút.
khía nó bự à, con bự cả nha. Trọng trọng. Cái hàng này cái. Này cái trái dừa. Vô gừng mắm mà nghe nha. Rồi đưa đây. Đục con gì người ta luôn rồi. À mà khía nhóc kia nè. Vô bầy vậy, vô bầy hang này. Rồi anh em nãy giờ bắt qua khía cũng xong rồi, bên hai anh em mới rửa xong rồi dưới bến cảng rồi, giờ anh em lên nhảy. Được nhiều này. Hai được 2 bảy. Bị này cũng phải khoảng 3 ký. Bị này 2 ký à, ít hơn nó nè. Cho nó đúc cái nhà. Kia đã. Mình không nha. Bữa nay cái nó bự luôn cả nhà. Đó, nhà thấy rõ không? Đây. Bắt ngay khu lấn biển này cả nhà. Đó, đây là tại Hòn Tre mình ha. À, giờ là núi này cả nhà thấy nè. Đó. Ở đây là dưới này là voi đuôi hết cả nhà. Còn ở đây là bến ghe đậu ha. Chia sẻ cho bà con mình xem một vòng qua. Cả nhà ơi, mình video mình tới đây nha. Chắc có thể kết thúc video đây, cái này cũng hơi dài rồi. Chia sẻ cho